Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho khách hàng một căn nhà góc hai mặt tiền. Căn nhà này góc hai mặt tiền, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Nhà này nằm ngay tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần chợ Tân Long, gần ngã tư Chiêu Liêu. Căn nhà em đang giới thiệu cho khách hàng có diện tích là chiều ngang 4m, nở hậu là 4m rưỡi, view hai mặt tiền, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty rất là tốt nhé. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng thờ, sân để xe máy rất là rộng, mình có thể làm view bán hàng để xe ô tô ở đây được nhé. Bây giờ em sẽ ra quay con đường góc hai mặt tiền, kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Nhà góc hai mặt tiền này, đây là mặt tiền bên hông nhé. Tổng diện tích là gần 70m², thổ cư 100% nhé. Góc hai mặt tiền. Đường phía trước này, đường này thông ra đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây người ta kinh doanh buôn bán là rất là tốt nhé. Mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được luôn. Cửa chính ở đây được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Lớp ngoài mình có một lớp cửa sắt 4 cánh được chủ nhà sơn màu đen. Phía trên đã hàn bao và lợp tôn đầy đủ hết rồi. Chiều ngang hơn 4m, nở hậu 4m rưỡi, dài gần 17m. Tổng là gần 70m² nhé. Sân phía trước này, phía trong đây mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Mặt tiền ở đây được chủ nhà ốp đá đen kim sa. Hai mặt tiền chính này nhá, chủ nhà ốp đá kim sa rất là đẹp luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong này. Phía trong đây mình có phòng khách rất là rộng nha. Phòng khách rộng rãi, hai bên đã được chủ nhà ốp tường đầy đủ rồi. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở trần này. Vách bên hông thì được chủ nhà trang trí một bức tranh rất là lớn ở đây nha. Bây giờ mình cùng di chuyển vào trong này để tham quan khu bếp nấu ăn. Trong đây mình có khu bếp nấu ăn rộng rãi thoáng mát nhé. Ở đây mình có thể kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế ở đây. Phía bên hông có cửa sổ chiếu vào rất là thoáng mát này. Phía cuối là phòng vệ sinh. Bên hông này mình có thể kê tủ lạnh hai cánh ở đây được nhé. Ngay không gian giữa cầu thang và bếp này. Tủ được chủ nhà làm hai dàn tủ sồi trên và dưới rất là đẹp nha. Ở dưới đây mình có chỗ kê máy giặt ở đây nha. Tường trên đây đã được chủ nhà ốp gạch lên tới trần luôn. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng ở không gian khu bếp nấu ăn này. Đây là sổ của căn nhà nha. View hai mặt tiền. Sổ căn nhà này. Nhà hai mặt tiền rất là đẹp nha. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ video cũng như để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị mình cùng xem và tham khảo nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh và đừng quên tiếp một like chia sẻ nhé để em có động lực review nhiều căn nhà đẹp cho quý vị mình cùng xem. Đây là phòng ngủ ở dưới này. Đây là phòng vệ sinh ở dưới nhé. Nội thất cơ bản rất là ok. Bây giờ mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Quý anh chị nào đang có nhu cầu mua nhà tại Dĩ An, Bình Dương, liên hệ ngay với em theo số điện thoại 0973 114 255. Hãy alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ có 2 tỷ 700 triệu đồng thôi cho căn nhà 70m² này nhé.
Ở Tân Nông Hiệp này thì em đang có mức giá từ 2 tỷ 450 triệu cho tới là trên 3 tỷ, dạng nhà một trệt một lầu. Như căn nhà này chỉ có 2 tỷ 7 thôi nhé. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, alo cho em. Hẹn gặp em ngay chợ Tân Long hoặc ngã tư Chiêu Lưu, em sẽ dẫn vào xem nhé. Lên tới lầu trên rồi. Trên đây mình có phòng vệ sinh thứ hai ở lầu trên này nhé. Đây là phòng vệ sinh thứ hai này. Nội thất cơ bản phòng vệ sinh rất là ok. Đây là phòng ngủ thứ nhất. Tất cả cửa phòng ngủ đều được chủ nhà làm bằng cửa gỗ sồi tự nhiên. Đây là loại gỗ sồi Nga nhé. Phòng ngủ này có cửa sổ bên hông luôn này. Khoảng trống không gian cầu thang đây có một giếng trời. Góc hai mặt tiền. Đây mình có phòng ngủ thứ hai này. Thất rất là đẹp nhé. Quý anh chị nào đang có nhu cầu đi xem hãy alo ngay cho Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Mình còn rất nhiều căn nhà tại Dĩ An Bình Dương cho quý vị mình cùng xem nhé. Dĩ An và Thuận An mình bán rất là nhiều. Đây là phòng thờ phía trước này. Đây là ban công phía trước nhé. Phía trước có bụi hoa giấy rất là đẹp này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích gần 70m2, thổ cư hết. Nằm ngay tại phường Tân Nông Hiệp thuộc thành phố Thuận Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà góc hai mặt tiền. Đang được chủ nhà kêu với mức giá 2 tỷ 700 triệu đồng. Quý anh chị nào đang có nhu cầu hãy alo nhanh cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay chợ Tân Long, em sẽ dẫn vào xem nhé. Rồi, cảm ơn quý vị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.